Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Đầu tiên là quy định về đèn vàng. Tại khoản 3 điều 10, đèn giao thông được quy định bao gồm đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng. Trong đó, đèn xanh là được đi, đèn đỏ là cấm đi. Còn đèn vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Thứ hai là quy định về việc vượt xe phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi. Điều 14 Luật Giao thông Đường bộ quy định xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. Lưu ý khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái. Khi xe điện đang chạy giữa đường, khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt trái được. Thứ ba là quy định về nơi không được lùi xe. Có 7 nơi không được lùi xe theo điều 16 quy định như sau. 1 là ở khu vực cấm dừng. 2 là trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. 3 là nơi đường bộ giao nhau. 4 là nơi đường bộ giao với đường sắt. 5 là nơi tầm nhìn bị che khuất. 6 là trong hầm đường bộ. Và 7 là trên đường cao tốc. Thứ tư là quy định về khoảng cách giữa nơi dừng đỗ xe và lề đường. Nguyên tắc dừng đỗ xe trên đường phố được quy định tại điều 19 Luật Giao thông Đường bộ như sau. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách lề đường, hè phố quá 0,25 m. Trong trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường, tối thiểu 20 m. Lưu ý, không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Thứ năm là về thứ tự các xe ưu tiên khi lưu thông trên đường bộ. Theo điều 22, trong số các xe ưu tiên thì xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ được ưu tiên đi trước các xe khác. Sau đó thứ tự các xe ưu tiên lần lượt là xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, đoàn xe tang. Và khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Thứ 6 là về các trường hợp được kẹp 3 khi điều khiển xe máy. Theo điều 30 Luật Giao thông Đường bộ thì chỉ được kẹp 3 trên xe máy trong 3 trường hợp sau đây. Chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, chở trẻ em dưới 14 tuổi. Đặc biệt, khi ngồi trên xe máy không được sử dụng ô, mang vác vật cồng kềnh, đứng trên yên xe. Thứ 7 là quy định về độ tuổi được đi xe máy. Điều 60 quy định về độ tuổi của người điều khiển xe máy, ô tô như sau. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe máy dung tích xi lanh dưới 50cm khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe máy dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên, xe ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg và xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. Quy định thứ 8 là về nhận diện hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Theo khoản 2 điều 10 Luật Giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông bao gồm: khi tay của cảnh sát giao thông giơ thẳng đứng có nghĩa là báo hiệu cho lái xe ở các hướng dừng lại. Khi hai tay hoặc một tay giang ngang là báo hiệu cho lái xe ở phía trước và phía sau cảnh sát giao thông phải dừng lại. Lái xe ở phía bên phải và bên trái của cảnh sát giao thông được đi. Và khi tay phải của cảnh sát giao thông giơ về phía trước có nghĩa là báo hiệu cho lái xe ở phía sau và bên phải cảnh sát giao thông phải dừng lại. Lái xe ở phía trước được rẽ phải, lái xe ở phía bên trái cảnh sát giao thông thì được đi tất cả các hướng và người đi bộ phải đi sau lưng cảnh sát giao thông. Thứ 9 là về nhận diện biển báo hiệu đường bộ. Nếu như tín hiệu đèn giao thông có 3 màu thì biển báo hiệu đường bộ có 5 nhóm bao gồm: biển báo cấm để biểu thị các điều cấm, biển báo nguy hiểm
để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành. Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết. Và biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. Quy định thứ 10 là về tốc độ cho phép của các loại xe. Theo khoản 1 điều 12 Luật Giao thông đường bộ, người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường. Điều 6 Thông tư 31 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể về quy định này như sau. Trong khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa cho phép của các phương tiện trừ xe máy chuyên dùng, xe gắn máy là 60 km/h nếu đi trên đường đôi, 50 km/h nếu đi trên đường hai chiều không có giải phân cách hoặc đường một chiều có một làn. Ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa cho phép của các phương tiện là 90 km/h nếu là ô tô con, ô tô đến 30 chỗ, 80 km/h nếu là ô tô trên 30 chỗ, nếu đi trên đường đôi, nếu đi trên đường hai chiều không có giải phân cách giữa, đường một chiều có một làn xe cơ giới, tốc độ tương ứng của các loại xe là 80 km/h và 70 km/h. Xe ô tô bít, ô tô đầu kéo semi remote, xe mô tô, ô tô chuyên dùng, trừ ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, tốc độ tối đa là 70 km/h nếu đi trên đường đôi, nếu đi vào đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới thì tốc độ tối đa là 60 km/h. 11 là khoảng cách an toàn giữa các xe. Bên cạnh đảm bảo tốc độ cho phép, Luật Giao thông yêu cầu người lái xe phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình. Thông tư 31 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về điều này như sau. Khi mặt đường khô ráo, nếu tốc độ chạy xe 60 km/h thì khoảng cách tối thiểu là 35m. Nếu tốc độ chạy xe lớn hơn 60 km đến dưới 80 km/h thì khoảng cách an toàn là 55m. Nếu tốc độ từ trên 80 km/h đến dưới 100 km/h thì khoảng cách an toàn là 70m. Vận tốc chạy xe trên 100 km/h đến 120 km/h thì khoảng cách an toàn là 100m. Khi trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co đèo dốc, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách theo biển báo trên đường. Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. Cuối cùng là quy định về cấm người đi bộ đi vào đường cao tốc. Điều 26 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cấm người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Với các phương tiện khác, khi đi vào đường cao tốc, người lái xe phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe chạy trên đường, khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Luật Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.